Thưa quý vị, 328 người phải nhập viện trong tình trạng buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng vì bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì. Vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tính đến chiều nay, có 220 ca bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Có 9 ca chuyển viện lên tuyến trên, 11 ca xuất viện, 88 ca cấp toa về nhà điều trị. Các bệnh nhân trước đó đã ăn bánh mì thịt mua tại cơ sở bánh mì băng nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh trong khoảng thời gian chiều tối ngày 30 tháng 4. Sau khi ăn xong thì xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc và tự mua thuốc về uống mà không hết nên đã nhập viện điều trị. Được biết, tiệm bánh mì băng mỗi ngày kinh doanh trên 1.000 ổ bánh là tiệm nhỏ lẻ không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên liệu thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu tự mua, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã thực hiện niêm phong tổ cấp đông và buộc cơ sở ngưng hoạt động từ 11 giờ ngày 1 tháng 5. Trong chiều nay, Sở Y tế Đồng Nai đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường phối hợp, tập trung tối đa nguồn lực, bố trí đầy đủ bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế, tích cực điều trị cho các bệnh nhân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định.